Hello mọi người, welcome back to my channel. Ngày hôm nay thì Lindsay có một video mới dành cho mọi người đây. Và Lindsay thấy là lâu rồi mình không làm những cái chủ đề về beauty, về làm đẹp. Thì ngày hôm nay Lindsay muốn chia sẻ với mọi người những sản phẩm mà gần đây Lindsay rất thích. Và video này là không hề có một cái sponsor nào cả. Lindsay hy vọng là mọi người sẽ sponsor cho Lindsay. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự là vì mình rất thích những sản phẩm này. Và thời gian vừa qua thì Lindsay cũng đã có cơ hội để trải nghiệm khá nhiều sản phẩm hay ho. Và mỗi lần mình được trải nghiệm những sản phẩm mà mình cảm thấy rất thích thú thì mình có suy nghĩ là trời ơi, mình phải chia sẻ với mọi người thôi. Và nếu như các bạn vẫn chưa là thành viên của channel Lindsay thì hãy nhấn nút subscribe để trở thành một nàng tiên cá của Lindsay nhé. Ok, chúng mình hãy bắt đầu vào video ngày hôm nay thôi. Sản phẩm đầu tiên thì Lindsay muốn chia sẻ với mọi người một sản phẩm rửa mặt. Bởi vì làm sạch da là một bước cực kỳ quan trọng trong chu trình dưỡng da của mình. Và thật sự mà nói thì để tìm một sản phẩm rửa mặt tốt không hề đơn giản một chút nào. Bởi vì nó vừa phải đảm bảo được yếu tố làm sạch da mà vừa không hư da nữa. Bởi vì một cái sản phẩm mà làm sạch da thì có thể cái độ pH của nó rất là cao. Mà nếu như nồng độ pH quá cao thì nó sẽ làm cho da của mình bị khô. Và lâu ngày thì nó sẽ khiến da mình dễ bị lão hóa. Vậy nên là khi tìm được một sản phẩm vừa làm sạch da mà vừa bảo vệ da nữa thì thật sự là chân ái luôn đó mọi người. Thì ngày hôm nay Lindsay có sản phẩm này trên tay. Em này là gel rửa mặt của nhà Komiyui CMD Cosmetics. Đây là chai thứ hai mà Lindsay sử dụng rồi. Và đối với Lindsay á, thì mình ít khi nào sử dụng lại lần thứ hai một sản phẩm lắm. Bởi vì với cái công việc của Lindsay á, thì Lindsay sẽ phải test và sử dụng khá nhiều sản phẩm khác nhau. Thành ra là để mà Lindsay sử dụng đến chai thứ hai á, thì sản phẩm đó phải thực sự là rất tốt và rất phù hợp với da của mình. Thì em này có chiết xuất chính là lá trà xanh và xương rồng, giúp làm sạch sâu da mặt. Lindsay nhớ là cái thời gian trước khi mà Lindsay sử dụng em này á, là da của Lindsay lúc đó bị khá là nhiều mụn ẩn. Mặc dù là Lindsay có đi spa để lấy hết những cái nhân mụn ra rồi á, nhưng mà có vẻ như là cái quá trình làm sạch da của mình nó chưa có đúng cách. Thế nên là Lindsay lại bị lên mụn ẩn một lần nữa. Thì khi mà Lindsay đổi qua sử dụng em này để rửa mặt á, thì sau đó cái tình trạng mụn ẩn của Lindsay nó không còn nữa. Vậy nên là Lindsay rất muốn recommend mọi người thử dòng sản phẩm này. Bởi vì em này á thì cũng không quá mắc, để Lindsay check giá coi. Đây mọi người, em này giá dao động là chỉ có tầm 270 thôi, 270 ngàn. Mà cái tuýp nó to như thế này nè, mọi người xài được rất là lâu luôn. Kết cấu của em này dạng gel, thì khi mà mình rửa mặt á, mình sẽ hòa với một chút nước và mình tạo bọt, rồi sau đó mình thoa lên mặt. Khi mà rửa mặt á, thì Lindsay massage rất là kỹ để mà mình làm sạch từng lỗ chân lông luôn, cho đến khi mà mình thấy là hết bọt trên da của mình luôn rồi á thì mình mới rửa. Và sản phẩm này thì nó đi chung nguyên một bộ như thế này. Đây là nước tẩy trang, còn cái này là gel rửa mặt. Thì nếu như bạn nào cần một combo làm sạch da thì Lindsay highly recommend bộ đôi này. Sản phẩm tiếp theo mà Lindsay cũng rất thích thời gian vừa qua đó chính là em này. Đây là serum dòng Ultimin của nhà Shiseido. Và như mọi người có thể thấy là Lindsay dùng nửa chai rồi nè, và Lindsay cực kỳ thích luôn. Đây là một em serum giúp chống lão hóa cũng như là cân bằng HA cho da. Thì nếu như bạn nào là fan cuồng của skincare thì các bạn chắc hẳn là không lạ với thành phần HA rồi đúng không? Hyaluronic acid hay còn gọi là HA là một thành phần giúp ấp ẩm cho da. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm có chứa HA. Tuy nhiên thì đây là một sản phẩm có chứa đến 3 loại HA cần thiết cho da, độc quyền của nhà Shiseido, có tên gọi là Hyaluronic acid Red. Bên cạnh đó thì nó còn chứa thành phần nhân sâm Panax, giúp củng cố tuần hoàn máu của da. Thì Lindsay đã là fan cứng của những sản phẩm dưỡng da của nhà Shiseido từ khá lâu rồi. Và đặc biệt là dòng này dành cho những làn da trên 25 tuổi. Bởi vì khi đó thì da của mình sẽ cần những cái sản phẩm mà nó chuyên sâu hơn, nó chống lão hóa tối ưu hơn. Thì nếu như mọi người có follow Instagram của Lindsay và mọi người có update story của Lindsay thường xuyên á, thì mọi người sẽ biết là gần đây Lindsay phải học đêm khá là nhiều. Bởi vì mình đang theo một cái chương trình của nước ngoài và mình phải sống theo giờ của họ. Thành ra là đêm Lindsay hay học đến 4 giờ sáng lắm. Và khi đó mình cũng khá là lo lắng cho cái làn da của mình, bởi vì phải thức đêm quá nhiều á. Nhưng mà ngày hôm nay thì trộm vía mọi người thấy da của Lindsay vẫn ok la.
Thì đó là do Lindsay sử dụng những cái dòng sản phẩm mà Lindsay giới thiệu với mọi người ngày hôm nay. Và em này thì đi cùng với một bộ đôi như thế này nè mọi người. Đây là serum, còn đây là kem dưỡng. Thì nếu như mọi người đang có nhu cầu cung cấp độ ẩm cho da cũng như là phục hồi, chống lão hóa da thì đây là bộ đôi mà Lindsay highly recommend. Ok, nói nhanh không thôi trời tối mất. Và sản phẩm tiếp theo mà Lindsay muốn chia sẻ với mọi người đó là em này. Đây là một em kem tắm của nhà Than. Và Lindsay cực kỳ thích cái hiệu này. Đây là hiệu Lindsay nhớ là như nó của Thái thì phải. Và Lindsay hay đến đây để Lindsay mua tinh dầu. Tinh dầu để tỏa mùi hương trong nhà á mọi người. Và Lindsay rất là thích tinh dầu của Than bởi vì cái mùi của nó, nó vừa sang mà nó vừa rất là tự nhiên luôn á. Nó không có bị nghe cái mùi hóa học quá nhiều. Kể trong những cái dòng tinh dầu mà để sử dụng thì Lindsay thích của Than nhất. Trước đây thì Lindsay có thích sử dụng các dòng kem tắm bởi vì nó có một cái độ dưỡng ẩm rất là cao. Thì khi mà mình tắm á, mình không có bị khô da. Tuy nhiên là cái nhược điểm của những dòng kem tắm đó là nó không có tạo bọt được nhiều. Thành ra là khi mình sử dụng á, mình phải lấy rất nhiều sản phẩm. Và Lindsay cảm thấy là nó hơi phí bởi vì mình không biết là nó có làm sạch da mình hay không. Dưỡng ẩm thì có đó, nhưng mà kiểu mình tắm mình không thấy nó có bọt á, thì mình lại cảm thấy không biết là nó có đủ sạch cho lỗ chân lông của mình không. Thế là sau một thời gian mình không có sử dụng kem tắm nữa. Thì cho đến khi mà mình đi mua đồ ở Than á, và mình được recommend mua cái sản phẩm này, và cũng may là ở cửa tiệm có một cái bồn rửa mặt để mà mình test sản phẩm ở đó luôn. Thì khi mà mình sử dụng thử cái em này á, thì mình thấy là wow, cái độ tạo bọt của nó có, và nó cũng có một cái mùi hương rất là thơm. Kiểu bản thân Lindsay đã rất là thích những cái mùi hương của Than rồi á. Thì khi mà được giới thiệu sản phẩm này thì Lindsay mua về sử dụng thử xem nó như thế nào. Nó là aromatherapy, có nghĩa là trị liệu bằng mùi hương. Cái mùi hương của sản phẩm sẽ giúp mình có được một cái tâm trạng rất là thoải mái, rất là relax, thư giãn. Thì mùi hương là yếu tố đầu tiên mà khiến Lindsay thích sản phẩm này. Cái thứ hai là nó là kem tắm, nên là nó có một cái độ dưỡng ẩm cao. Khi mà mình tắm á, mình cảm giác như da của mình được nâng niu, được làm sạch mà vừa được dưỡng ẩm trong lúc làm sạch nữa. Thì khi mà Lindsay tắm rất là lâu. Thì bản thân mình á, nếu mà mình sử dụng những cái sản phẩm làm sạch mà nó không có dưỡng ẩm thì nếu mình tắm lâu nó sẽ khiến da bị khô. Còn khi mà Lindsay sử dụng sản phẩm này á, Lindsay biết là nó có cái độ dưỡng ẩm cao. Thế nên là mình có thể kiểu đứng massage, mình làm tắm kỳ cọ. Còn yếu tố thứ ba đó là em này tạo bọt tốt. Nó không như những cái kem tắm khác mà nó, cái độ tạo bọt của nó rất là ít. Và mình tắm mình cảm giác nó không có đủ sạch. Có thể đó là cảm giác của mình thôi. Thì khi mà Lindsay tắm với em này á, nó tạo bọt một cách rất là mịn. Mà cảm giác như cái sản phẩm của nó rất là chất lượng luôn á mọi người. Và mùi của em này là mùi jasmine. Jasmine là hoa nhài. Nếu như bạn nào cũng thích trị liệu bằng mùi hương nè, thích thư giãn khi mà mình tắm, cũng như là thích những dòng sản phẩm mà vừa tắm mà vừa dưỡng da được, thì Lindsay highly highly recommend mọi người nên thử dòng kem tắm này của Than. Ok, tiếp theo Lindsay nhận được khá là nhiều câu hỏi của các bạn là: chị Lindsay ơi, chị đang xài dưỡng da body nào vậy? Tại vì Lindsay share khá là nhiều về dưỡng da mặt nhưng mà Lindsay ít khi nào share về body, nên ra ngày hôm nay Lindsay share với mọi người về sữa tắm nè, cũng như là kem dưỡng luôn. Thì đây là em kem dưỡng body mà gần đây Lindsay rất là thích. Đây, sản phẩm nhìn như thế này. Và Lindsay nghĩ đây là hãng này mọi người. Tên tiếng Pháp Lindsay không biết đọc sao. Badoo. Lindsay sẽ tìm link sản phẩm và Lindsay để ở phần description cho mọi người. Thì em này Lindsay thích đó là bởi vì em này dưỡng ẩm cực kỳ tốt, rất là thích luôn á. Cái texture của em này như thế này, và khi mà cái mùi hương của nó, cái mùi của nó sang cực kỳ luôn. Mùi hoa rất là nhẹ nhàng, rất là nữ tính và cũng rất là sang nữa. Lindsay cảm giác như là nó vừa kết hợp kem dưỡng mà trong đây còn có tinh dầu dưỡng da nữa mọi người. Bởi vì khi mà thoa lên xong á, nó sẽ tạo một cái độ bóng nhẹ để da của mình nhìn nó có một cái độ ẩm, nhìn nó khỏe mạnh hơn á. Thật sự thì Lindsay nghĩ là kem dưỡng body, cái công dụng của nó thì phải là vậy.
Tuy nhiên thì với cái em này á, cái độ mịn của nó rất là thích. Và khi mà thoa lên da xong á, nó thấm luôn, nó không có bị nhờn rít. Oh, và nó cực kỳ thơm mọi người à. Wow, nó siêu thơm luôn. Wow, rất là thơm luôn á, mà nó thơm kiểu rất là sang trọng á. Nó không phải kiểu mùi bánh bèo sến, mà nó là mùi bánh bèo sang. Ok. Đảm bảo với mọi người là sau khi mọi người sử dụng em này xong á, da của mình vừa có sức sống nè, vừa mịn màng nè, mà còn biến các bạn thành một bông hoa di động nữa. Ok, và ngày hôm nay thì Renji quay video cho mọi người cũng hơi muộn. Thành ra là bây giờ trời cũng đã tối rồi. Bây giờ là 5:30 chiều rồi mọi người. Sau video này Renji sẽ tắt máy và Renji chuẩn bị đi ăn tối đây. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ video ngày hôm nay của Linzy. Và nếu như mọi người có yêu cầu Linzy làm về chủ đề nào thì hãy để lại comment cho Linzy biết. Và Linzy sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Bye bye.